Dự thảo nghị quyết liên tịch đã quy định cụ thể theo hướng tăng cường vai trò chủ động tích cực của đại biểu Quốc hội trong tiếp xúc cử tri, tạo khuôn khổ pháp lý chung thống nhất trong công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, gợi mở khuyến khích cử tri bày tỏ kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng về những vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời bổ sung nội dung kiến nghị về các vấn đề cử tri chủ động đề nghị đại biểu Quốc hội lắng nghe, ghi nhận, trao đổi, thông tin, báo cáo trong nội dung tiếp xúc cử tri. Qua đó hướng tới cơ bản khắc phục những tồn tại hạn chế về tiếp xúc cử tri còn hình thức, đơn điệu, nặng về thông tin đến cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp như đã được chỉ ra. Đặc biệt, dự thảo nghị quyết liên tịch đã bổ sung quy định mới về hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến, tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp với trực tuyến, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp bất thường của Quốc hội, tổ chức tiếp xúc cử tri trong tình hình thiên tai, dịch bệnh hoặc sự kiện bất khả kháng, thu thập, tổng hợp kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp bất thường của Quốc hội nhằm khắc phục triệt để tình trạng đại cử tri chuyên nghiệp. Về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quảng cáo, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục nhất trí với việc sửa đổi bổ sung phân định làm rõ nhiệm vụ quyền hạn quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan, địa phương đối với hoạt động quảng cáo, đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của Bộ Công Thương trong thực hiện quản lý nhà nước về nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý, nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo liên quan đến an ninh mạng, an ninh trật tự xã hội. Thống nhất với việc sửa đổi thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo trên mạng để phù hợp với thực tiễn cũng như xu hướng phát triển của quảng cáo trên thế giới. Tuy nhiên, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng việc điều chỉnh gấp 4 lần từ 1,5 giây lên 6 giây cần được đánh giá tác động, lý giải kỹ lưỡng để đảm bảo khách quan thuyết phục hơn. Đối với nội dung về quảng cáo trên mạng, Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục cho rằng việc bổ sung quy định quảng cáo trên mạng cần đối chiếu rà soát với các luật chuyên ngành, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm bao quát hết các đối tượng hoạt động quảng cáo trên mạng.